Chào tất cả các bạn, cũng đã lâu rồi chúng ta không có một cái video chia sẻ về cái kỹ năng ICT. Hôm nay thì trong cái quá trình làm việc mình có gặp một cái trường hợp là phải xoay một loạt các cái ảnh từ hướng ngang sang hướng dọc, tức là ta phải xoay nó 90 độ. Cụ thể là như sau: cái file ảnh scan của chúng ta nó hiện tại là nó đang bị xoay ngang như thế này. Đấy. Và ta về cần phải xoay dọc. Ở trong hệ điều hành Windows thì nó có cái chương trình xem ảnh và nó xoay ảnh, nó sẽ giúp cho ta nhìn thấy được file ảnh dọc lên. Tuy nhiên thì nó chỉ là ở chế độ hiển thị, còn cái ảnh gốc của nó vẫn là một cái ảnh ngang. Vậy thì để thay đổi được cái ảnh gốc sẽ từ dọc thành ngang hoặc là từ ngang thành dọc thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Bây giờ ta sẽ có phần mềm để chuyển xoay ngọc dọc sang ngang, tên nó là phần mềm Bách JPG Router. Đây ta có phiên bản dùng thử trong 14 ngày, hoặc là các bạn có thể mua bản quyền để dùng. Ở đây trong khuôn khổ giới thiệu thì ta đang sử dụng bản dùng thử 14 ngày. Đầu tiên thì ta tìm hiểu qua chức năng menu file, ta có load file, load thư mục hoặc là xóa danh sách. Process là bắt đầu chạy hoặc là load file ảnh hoặc là dừng hoặc là khôi phục lại. Chức năng giúp đỡ và chức năng đăng ký. Phần mềm Batch JPEG Router bản 2.7.6 các bạn nhé, hoặc là các phiên bản mới hơn. Đầu tiên thì ta sẽ chọn cái thư mục chứa cái file ảnh. Ở đây ta có một cái thầy có một cái thư mục là thư mục download của ta đây nhỉ. Đây, file thi thử. Đấy. Bây giờ ta cần chuyển đổi thư mục của môn tiếng Anh chẳng hạn. Nhà nó có các phòng thi mà các file ảnh đang bị scan sang file ngang. Bây giờ ta muốn xoay nó ngược lại chiều kim đồng hồ 90 độ. Rồi ta chọn thư mục gốc chứa nhiều thư mục con bên trong. Theo các phòng thi, ta ấn OK. Nó bảo bạn có muốn load các cái thư mục con hay không? Ta chọn có. Nào. Khi đó file ảnh của mình đang là file nằm ngang, muốn xoay ảnh thì ta có thể nháy vào đây, ta chọn là xoay theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ, xoay 180 độ hoặc là lật ảnh. Cái của ta đang cần xoay ngược trở lại thành một khổ đứng thì ta sẽ chọn là xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đấy. Tuy nhiên thì để chọn xoay, vì thư mục của chúng ta có rất nhiều ảnh, khoảng vài trăm tấm ảnh, thì để xoay cùng một lúc thì ta nháy chuột phải và chữ Orientation là hướng đây. Ta nháy chuột phải vào Orientation. Ta chọn Set All Orientation To. Ta sẽ chọn xoay hướng ngược chiều kim đồng hồ 90 độ. Đấy. Thì sau đó thì ta ấn nút Start để bắt đầu xoay ảnh. Khi các bạn thực hiện xoay ảnh, phía dưới thanh công cụ nó đang chạy. Và lưu ý rằng file ảnh này nó sẽ xoay trực tiếp cái ảnh mình đã có, chứ không phải là tạo ra một thư mục mới nhé. Nên nếu cần thiết thì các bạn có thể sao lưu nó sang một vị trí khác, giữ lại một thư mục gốc nếu cần làm việc khác. Còn ở đây chúng ta đang thực hiện xoay trực tiếp cái ảnh đấy ở trong thư mục. Thư mục này là ta khoảng tầm hơn 300 tấm ảnh nên nó convert cũng sẽ hơi lâu một chút, chắc phải mất 1 đến 2 phút. Đấy, nó chạy được 44% này. Và việc thay hàng loạt, xoay ảnh hàng loạt này sẽ giúp cho ta thu được một cái file gốc, nó là một ảnh đứng chứ không phải là một ảnh ngang. Có bạn sẽ hỏi tại sao không sử dụng các trình ứng dụng có sẵn của Windows, thì những ứng dụng đấy nó chỉ rốt, chỉ xoay ảnh cho ta, giúp cho ta là có cái preview xem cái ảnh đó ở chế độ dọc, chứ không phải là một cái ảnh đã được xoay dọc. Nó chỉ là chế độ xem ảnh thôi chứ không phải là thay đổi bản chất của file ảnh. Còn cái phần mềm xoay này là nó xoay thành bản chất luôn. Là ảnh của ta sẽ đang làm một khổ ngang sẽ xoay thành khổ dọc. Đã được 96%. Rồi sau khi chạy xong 100% thì nó cũng sẽ không thông báo, thì ta có thể click chuột vào các bức ảnh đây để xem cái ảnh của mình, sản phẩm của mình nó đã xoay đây. Trên thực tế thì ta nên vào luôn cái thư mục gốc,
chứa cái thư mục file ảnh của mình. Đấy, khi nãy ta convert thư mục tiếng Anh, ta phải ở phòng 1 đấy, và các bạn nhìn thấy rằng là cái file ảnh của mình nó đã được xoay thành khổ dọc rồi. Đấy, đây là cái phiếu cái kỳ thi thử. À, tương tự như vậy thì ta làm lại một lần nữa nhé. Bây giờ để thay một thư mục khác, các bạn chọn nút Clear List. Khi nãy thầy vừa làm xong cái môn tiếng Anh, bây giờ thầy xoay môn toán. Làm gì? Làm ơi. Rồi, ta chọn là Yes. Đầu tiên ta chọn thư mục chứa các cái thư thư mục con chứa các file ảnh. Sau đó ta chọn load theo cả thư mục con. Sau đó trong mục orientation ta nhấn chuột phải và chọn set all, ta chọn xoay ngược chiều. À, ta xoay xong rồi, bây giờ ta mới bắt đầu thực hiện là nhé, ta chọn này, chọn set all, chọn xoay là 90 độ. Rồi sau đó ta chọn start. Đấy, và cái quá trình chạy ở dưới các bạn nhìn thấy nó đang chạy dưới là 5 6 7 8%. Quá trình ta đang làm đây là cái quá trình xoay ảnh cùng một lúc một vài trăm ảnh, có thể lên tới một vài nghìn ảnh. Thì việc xoay này thì sẽ giúp cho ta thuận lợi hơn thay vì việc ta xoay thủ công bởi các cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh. À, cái ứng dụng ta đang sử dụng là Backjpeg Router bản là 2.7.6. Khi các bạn dùng thì các bạn có thể tìm kiếm cái bản mới hơn. Các bạn có thể đăng ký bản quyền để được hỗ trợ nhiều chức năng hơn nữa. Bản dùng thử nó đang dùng cho 14 ngày. Theo đánh giá của mình thì đây là một phần mềm rất hay. Rồi, sau khi chạy xong ta lại kiểm tra xem thư mục thi thử lần 3 toán đây sẽ phòng 1. Đấy, các phòng thi của các bài thi của chúng ta đã được các file ảnh ta xoay được này là xoay dọc rồi. Đây là cái bài thi thử của trường lần trước. Rồi, như vậy là trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn đó là phần mềm Backrouter 2.6 2.6 hay 2.7. Chức năng chính của nó là dùng để là xoay ảnh hàng loạt theo cái hướng xoay 90 độ, xoay 180 độ hoặc là lật ảnh. Rồi, chúc các bạn thành công nhé.